Chúc mừng bốn con giáp nhận nhiều phúc báo, kiếm tiền như hái, ngay giữa tháng chạp, đón Tết ấm no. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học còn nói trời sinh mỗi người một số mệnh, con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tầm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Xem tử vi của 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy trong năm Canh Tý 2020 này có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó cũng có những con giáp gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là bốn con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Thời điểm từ giữa tháng Chạp đến Tết Nguyên đán là thời điểm vô cùng may mắn. Đây là thời điểm vàng đối với bốn con giáp, họ có cơ hội lợi ngược dòng, nhiều hưởng phúc tề thiên trời ban cho cuộc sống, theo đó mà đổi thay theo chiều hướng tích cực. Vậy bốn con giáp may mắn này là bốn con giáp nào? Họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm này? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiện trên màn hình. Người tuổi Tỵ phúc báo đắt đền. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Dù biết điều đó tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Những người tuổi Tỵ dù sống ở hiện tại luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại học tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để có lợi cho cuộc sống. Dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Ngoài ra tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác, cho nên cuộc sống của họ rất tự lập, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Dưới góc độ tử vi phân tích, từ giữa tháng Chạp, người tuổi Tỵ thu nhận được nhiều cát khí và phúc bát do đã tích lũy được từ trước đó, như hay giúp đỡ người khác, chăm làm việc thiện, không nói khẩu nghiệp. Theo đó, vận trình tháng tăng tốc, đặc biệt là phương diện tài lộc phát lên nhanh chóng. Nửa cuối tháng Chạp, năm Canh Tý là thời điểm công việc bộn bề, việc làm hoài không hết, đồng thời với việc kiếm tiền ngập két. Chỉ cần bạn chủ động sắp xếp thời gian, cân bằng mọi thứ thì chẳng lo thiếu tiền tiêu xài dịp Tết Nguyên đán này. Hơn thế, tử vi tháng 12 âm lịch cũng chỉ rõ rằng bản mệnh có được may mắn, hiếm ai sánh bằng trong thời điểm cuối năm Canh Tý. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn trong suốt một năm vừa qua đã được đền đáp xứng đáng. Công việc thăng tiến, kinh doanh đầu tư đều thuận lợi, thu về khoản lớn, đón Tết ấm no. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, thu hút tài lộc thì người tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, người tuổi Dậu, may mắn hiếm gặp. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng.
Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhận nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tử vi năm 2020 còn nói, người tuổi Dậu đón cả một tháng cuối năm Canh Tý ngập tràn may mắn. Đặc biệt, càng về cuối tháng cát khí càng vượng. Theo đó, bản mệnh có thể đạt được nhiều thành tích trên nhiều phương diện của cuộc sống, nhất là sự nghiệp và tiền bạc, xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian dài vừa qua. Riêng người làm kinh doanh trong thời điểm này chốt đơn hàng ầm ầm. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan, tiến chức, lương thưởng tăng nhiều so với năm ngoái. Có thể nói trong tháng Chạp năm nay, người tuổi Dậu cầu tài được lộc, cầu lộc được lộc, đại phú đại quý. Bản mệnh có thể nhận thấy rằng chỉ cần tin tưởng vào bản thân, kiên định với định hướng của mình thì chắc chắn sẽ đạt được những thành công đáng mong chờ. Muốn kích vượng vận sự nghiệp và tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng còn giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, người tuổi Sửu vượt qua nghịch cảnh. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, mạo hiểm. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn, cố gắng, nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Sửu còn nói rằng, ngay trong tháng trực xung thái tuế, biểu hiện rõ nhất là công việc bận ngập đầu, ngập cổ, lại nhiều áp lực từ phía. Nhưng ấy vậy mà những chú trâu vẫn vững vàng tâm trí để vượt qua tất cả, thậm chí đã vượt lên cả nghịch cảnh. Từ giữa tháng Chạp về cuối tháng, cát khí càng tăng mạnh, tuổi Sửu lại có thêm động lực để phấn đấu trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu của mình. Năm nay, lương, thưởng Tết đều tăng so với năm ngoái, người làm công ăn lương không phải quá áp lực chuyện ảnh hưởng dịch bệnh hồi đầu năm. Ngược lại, bản mệnh có tâm thế thoải mái, đón Tết Nguyên đán đầy tự tin với túi tiền rủng rỉnh. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Sửu hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ tư, tuổi Hợi, gặt hái thành quả. Tuổi Hợi là những người do lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, trân trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, họ sớm xây dựng được một sự nghiệp vững vàng, ổn định. Tuổi Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ sẽ xúc động với những người khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Hợi hãy tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, nhưng dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống cho chính mình. Tử vi năm 2020 của người tuổi Hợi cho biết, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tài lộc tuổi Hợi khá lý tưởng. Ngoài mức tiền lương, bản mệnh còn có khoản tiền thưởng khá nhiều, xứng đáng với công sức phấn đấu trong thời gian qua, tình hình kinh doanh, buôn, bán từ giữa tháng Chạp. Từ giữa tháng Chạp của bản mệnh cũng khởi sắc trông thấy. Bạn chốt đơn hàng ầm ầm, việc làm nhiều, không xuể, thậm chí còn không có thời gian mà ngồi tổng kết lại một số tiền kiếm được.
Bên cạnh đó, sự nghiệp của bạn đang được tam hội cát thần nâng đỡ. Các mối quan hệ xã giao xây dựng từ trước đó giúp bạn tiếp cận được với nhiều người, nhiều cơ hội đáng quý hay chưa? Tăng khả năng thăng tiến hơn. Dù công việc bận rộn và cũng khá căng thẳng, áp lực, nhưng hãy yên tâm, Tuổi Hợi không hề đơn độc, bởi mọi người luôn sẵn sàng cổ vũ, động viên và cho bạn sức mạnh. Đã tới lúc bản mệnh gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ. Để mọi việc được phát triển một cách thành thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, thị phi và tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét, đồng thời đem tài lộc cát lành, tăng cường vận khí cho người quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.